Xe chiến đấu bộ binh BMD 4m được biết tới là loại phương tiện thiết giáp chủ yếu của lực lượng đổ bộ đường không Nga, với khả năng tăng tốc, vượt đèo, bơi sông cùng sức mạnh hỏa lực từ cặp súng kép được thiết kế đặc biệt. BMD 4m hoàn toàn xứng đáng trở thành ngôi sao sáng giá trong lực lượng này. Mang trong mình sức mạnh hỏa lực ngang xe tăng, lại có khả năng nhảy dù từ máy bay, xe chiến đấu bộ binh BMD 4m là cú đấm thép của lực lượng đổ bộ đường không Nga và là nỗi thèm khát của nhiều quốc gia khác. Và trên thực tế loại chiến xa này đang được trang bị với số lượng lớn cho lực lượng đổ bộ đường không của Nga. So với nguyên bản đời đầu, BMD 4m được cải tiến ngửa cả khung thân và động cơ, cho phép những chiến xa này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD 4m là một tổ hợp vũ khí mạnh có tính năng bảo vệ tốt. Có thể đổ bộ xuống một điểm xác định bất kỳ bằng dù hoặc máy bay đã hạ cánh khi trong xe có hoặc không có lính đổ bộ. Xe bảo đảm khả năng cơ động phòng ngự hoặc tiến công ở chế độ tự động với các loại vũ khí khác nhau. Về trang bị, xe có một khẩu pháo chính cỡ nòng 100mm và có khả năng phóng tên lửa qua nòng. Kèm theo là khẩu pháo đồng trục cỡ nòng 30mm cho khả năng tấn công mạnh mẽ. Về thiết kế, xe sử dụng hợp kim nhôm đặc biệt với độ cứng cao vừa có khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn bộ binh và mảnh văng đạn pháo. Vừa giảm trọng lượng giúp cho việc đổ bộ được dễ dàng, xe có khả năng chở theo 5 binh sĩ trang bị đầy đủ.